Thưa quý vị, hàng chục người được cứu thoát khỏi ngọn sóng cao ở Hawaii, tin từ Oahu, Hawaii. Vào đầu tuần này, các nhân viên cứu hộ ở Oahu, Hawaii đã giải cứu hơn 20 người từ con sóng cao dữ dội. Các quan chức cho biết, những con sóng có độ cao lên đến 35 feet ập vào bãi biển khiến cho những người đi chơi biển vô cùng bất ngờ. Nó đã cuốn một số người đang bơi gần đó ra xa so với bờ. Theo phương tiện truyền thông đưa tin, đội cứu hộ phải dùng trực thăng để tiếp cận và giải cứu những người không may mắn này. Theo báo cáo thì không có tổn thất và thương tích nào. Các nhà chức trách đã cảnh báo trước đó bằng cách dựng bảng và băng dây vàng như một dấu hiệu của những con sóng nguy hiểm. Cảnh giác mọi người đừng đến gần, nhưng có lẽ sự cuốn hút của những con sóng này đã làm cho những người thích mạo hiểm muốn chinh phục. Theo nghiên cứu, do hiện tượng El Niño đã làm thay đổi thời tiết và là nguyên nhân của những con sóng lớn đó. Dự báo thời tiết cho biết những ngọn sóng lớn vẫn còn sẽ tiếp tục xuất hiện trong những ngày tới.